khi mà phá rỡ nhà cũ này, nếu như mà nó có móng móng nhà chẳng hạn mà nó nằm trên công trình xây dựng thì trước sau gì chúng ta cũng phải cậy cậy bỏ và lột bỏ cái móng đấy đi, chứ không thể để nào mà tự nhiên là ở giữa lòng nhà chúng ta tự nhiên có một cái đoạn tường, đoạn móng cũ của một cái nhà cũ ở trên đấy được, là không có, đúng không ạ? Cho nên ra là chúng ta sẽ lột bỏ toàn bộ phần móng những cái công trình ngầm, đặc biệt là những cái bể phốt hoặc là những cái công trình tự hoại hoặc là những cái nhà vệ sinh hoặc là những cái hầm cầu đó, thì anh chị sẽ cho máy vục vào vục hết cái chỗ đấy đi, tẩy bỏ bỏ hết ra bên ngoài. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta cái việc mà thuê máy vục ấy, thuê máy xúc vào mà nó chưa 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 chưa, chưa nó chưa sẵn sàng cho việc lột bỏ đấy á, thì cái phần móng chúng ta có thể để giữ lại, nhưng mà sau này vào cái sau khi làm lấy động thổ xong thì chúng ta sẽ lột hết toàn bộ nền nhà với cả cái móng đấy lên, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta phá dỡ là chúng ta phá dỡ đến sát móng luôn cũng được, như thế thì dễ dàng hơn, đúng không ạ? Còn những chỗ nào là hầm cầu, đúng không ạ? Chỗ nào là hầm cầu thì chúng ta phục cái hầm cầu đấy lên để cho nó lõm hẳn xuống, và nhớ là không cần thiết phải lấp cái hầm cầu đấy lại. Khi mà chúng ta bỏ cái bể phốt đi thì chúng ta có thể sử dụng cái bột trừ tà khai vận chúng ta, cái nước thơm khai vận thì tốt nhất là dùng cái nước thơm khai vận, chúng ta đổ xuống dưới đó khoảng một chai hoặc là nửa chai, sau đó chúng ta để cho ánh nắng mặt trời nó dọi xuống đúng cái nền nhà cũ của nhà chúng ta, dọi xuống đúng cái bể phốt đó để nó tẩy bỏ tẩy trừ, nó phối hợp cùng với cái nước thơm khai vận để nó tẩy bỏ tẩy trừ đi cái trược khí.